Ok, xin chào tất cả các anh chị trader đã đến với kênh YouTube của Trader Việt. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Người ta nói rằng xu hướng là bạn ha. Nhưng nếu mà anh chị không biết chiều chuộng cái người bạn đó, không biết nương theo cái người bạn đó thì nó sẽ phản mình. Giống như chúng ta nếu mà không biết nương theo xu hướng mà dám đánh ngược xu hướng á, thì thị trường sẽ vả cho ta sấp mặt. Noah! Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you alright? How did... Larry! Ha. Thì cái clip ngày hôm nay Hoài sẽ nói về xu hướng, các cách để mà nhận diện xu hướng bằng thuần bằng hành động giá và prediction. Rồi ha, mình cũng đã từng có một cái clip nói về xu hướng, đó là phân tích xu hướng trên biểu đồ trần trụi ha. Anh chị bấm vào cái chỗ này nè để coi nè. Đó. Thì cái đó là cũng là một cái clip rất là hoàn chỉnh về cách để mà phân tích xu hướng trên biểu đồ trần trụi bằng prediction rồi. Tuy nhiên cái clip ngày hôm nay là Hoài sẽ tổng hợp lại tất cả những cái cách mà bên cạnh cái clip đó ha, bên cạnh cái clip đó là chúng ta sẽ có thêm những cái mẹo để mà nhận diện xu hướng một cách nhanh chóng nhất mà không có nhất thiết phải là phân tích một cách quá phức tạp ha. Chúng ta có một số cái công cụ và cuối clip mình cũng sẽ chia sẻ một cái kèo ha, mình kỳ vọng đó là sẽ có sự thay đổi trong xu hướng. Cái cách đầu tiên mà để mà anh chị nhìn vào xu hướng đó chính là cái sóng đẩy và sóng điều chỉnh. Thì anh chị biết đó, thị trường nó không có đi theo cái kiểu là nó không có đi theo cái kiểu là rơi một mạch, nó cũng không có đi theo cái kiểu là tăng lên một mạch, mà nó khi nào mà có xu hướng giảm nó sẽ rơi theo kiểu như thế này. Nó rơi một cái dài, xong nó hồi lên nhẹ, xong nó rơi xuống tiếp, xong nó hồi lên nhẹ, xong nó lại rơi xuống tiếp tục. Đó, thì những cái lần nó rơi như thế này đó gọi là một lần sóng đẩy. Những cái lần mà rơi xuống như thế này, mạnh như thế này trong xu hướng giảm nha, đó chính là một lần sóng đẩy. Và ngược lại, những cái lần mà nó hồi lại ngược xu hướng, nó hồi lại tăng, thì những cái lần đó là những cái gọi là những con sóng điều chỉnh ha. Ví dụ trong cái con sóng giảm này ha, con sóng giảm này, thì những cái cụm này là con sóng đẩy nè anh chị. Nó được đánh dấu bằng những cái nến thuận xu hướng và nến mạnh ha. Ví dụ đây là xu hướng giảm, thì đây sẽ có những con sóng đẩy là nến giảm rất là mạnh. Đây, những nến giảm như thế này là sóng đẩy nè. Đó, cái cụm như thế này là cụm sóng đẩy nè. Và ngược lại ha, những cái cụm nến mà nó đi hồi ngược lại, ví dụ hồi như thế này, đó, hồi ngược lại chính là sóng điều chỉnh. Nó đi giống như là bậc thang vậy anh chị. Đó, tương tự trong xu hướng tăng, nó cũng sẽ không bao giờ nó tăng một mạch ha, mà nó cũng sẽ tăng theo cái kiểu là nó tăng một mạch, xong nó hồi lại nhẹ, xong lại tiếp tục đẩy lên một cái, xong lại điều chỉnh, xong lại tiếp tục đẩy và điều chỉnh, cứ như vậy ha, cứ như vậy. Thì cái sóng đẩy và sóng điều chỉnh này chính là cái đầu tiên mà anh chị nên nhận diện để mà thấy được cái xu hướng. Và để mà cách nhận diện tốt nhất là thông qua cái mắt thường thôi. Anh chị thấy cái con sóng đẩy luôn luôn nó có cái chiều dài và cái độ mạnh mẽ là cao hơn là những con sóng điều chỉnh. Anh chị thấy không ạ? Con sóng đẩy là có những cái nến dài nè. Đó, cái chiều dài của con sóng nó dài hơn là sóng điều chỉnh, nó nhỏ thôi. Đó, đúng không ạ? Đó là cái yếu tố đầu tiên. Đây, đây là một cái hình rất là rõ ràng của sóng đẩy và sóng điều chỉnh nè anh chị ha. Đây là có xu hướng tăng và chúng ta có con sóng đẩy là cái cụm nó như thế này. Đó, cụm này là sóng đẩy nè. Nó đẩy rất là mạnh và mỗi lần nó đẩy là nó vượt lên trên đỉnh trước. Anh chị thấy không ạ? Mỗi lần nó đẩy đây, sóng đẩy nè. Mỗi lần nó đẩy lên một phát là nó vượt lên trên đỉnh trước. Thì đó là cái dấu hiệu rất rõ ràng của xu hướng tăng. Và cái con sóng điều chỉnh của nó anh chị thấy gồm những cái nến nhỏ hơn đúng không ạ? Nhỏ hơn và cái độ dài của nó cũng ngắn hơn. Đây nè, sóng đẩy nó kéo dài rất là dài nhưng mà sóng điều chỉnh nó ngắn thôi. Đó. Cái yếu tố thứ hai là các đỉnh đáy, đây là một cái dấu hiệu rất là rõ ha. Thì trong xu hướng tăng nó sẽ có những cái đỉnh cao hơn và những cái đáy cao hơn. Để chúng ta thấy có những cái đáy cao hơn nè. Đó, những cái đáy mà nó đi lên theo cái hình bậc thang anh chị. Nó đi lên như thế này, xong nó lại đi lên, xong nó lại đi lên. Đó, những cái đáy này rất là rõ ràng ha. Và những cái đáy này nó phải rõ. Tương tự chúng ta cũng có những cái đỉnh cao hơn. Đó. Thì anh chị chỉ cần thấy những cái hình dạng của cái việc là có những cái đỉnh cao hơn và những cái đáy cao hơn thì chúng ta xác nhận đó là những xu hướng tăng ha. Tương tự, nếu mà anh chị xác thấy được những cái hình dạng của việc là các đỉnh thấp hơn và các đáy thấp hơn thì chúng ta xác nhận đó là xu hướng giảm nè. Đây, chúng ta có thấy các đáy thấp hơn và các đỉnh thấp hơn.
Đây là hình dạng rõ ràng nhất của xu hướng tăng, đúng không ạ? Những cái đỉnh ở đây này nó phải rõ ràng nha. Ví dụ như anh chị vẽ đại một cái đáy nào đấy đi, ví dụ chọn cái đáy này, thì cái đáy này nó không phải là một cái đáy rõ ràng, nó không phải là một cái swing low ha. Một cái swing low tức là nó phải có một cái sự đảo chiều ở đây. Ví dụ như là cái chỗ này ha, anh chị thấy có một cái con sóng rơi xuống và nó đảo chiều lên như thế này đó, thì mới gọi là một cái swing low. Ở đây không có một con sóng nào rơi xuống hết, cho nên không có thể nào gọi là đảo chiều được đó. Những cái đáy rõ ràng ha, và những cái đỉnh rõ ràng. Rồi, cái yếu tố thứ ba mà anh chị có thể dùng để nhận diện đó chính là các lần chạm bậc với các vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng. Thì cái hỗ trợ kháng cự này hoặc là có thể là những cái hỗ trợ kháng cự nằm ngang như thế này. Anh chị thấy những cái lần chạm bậc không ạ? Giá chạm đây nè, chưa phá vỡ được. Sau khi phá vỡ nó, test một lần xong rồi nó rơi xuống, anh chị thấy không ạ? Rồi bắt đầu nó test lần thứ hai nè, đó, nó test lần thứ hai xong nó lại rơi tiếp tục. Đấy, cái vùng này là một vùng hỗ trợ nè. Chạm một lần rồi nó bật lên nè, anh chị thấy không ạ? Và sau khi nó phá vỡ luôn, nó bắt đầu quay lại, nó chạm ha, nó chạm hình thành một pin ba xong nó lại rơi tiếp. Thì anh chị thấy những cái lần chạm bật như thế này nó diễn ra rất là rõ ràng và rất là đẹp đó. Thì có những cái lần chạm bật là chúng ta xác định rõ nhất là có xu hướng hay không. Ví dụ xu hướng giảm đây, cho anh chị hoàn toàn có thể sử dụng một cái đường trung bình động ha, đường như thế này, là anh chị thấy những cái lần chạm bật của nó nè, để chạm một lần nè, hai lần nè, và thậm chí có thể coi đây là lần thứ ba, mặc dù là cái nến nó đã vượt lên trên rồi ha. Đó, các lần chạm bậc đây anh chị hoàn toàn có thể là thêm vào trên biểu đồ đó. Nó có hai cái đường MA, đó là một đường là EMA 50 ngày và một đường là EMA 200 ngày. Thêm vào biểu đồ đó, anh chị thấy những cái lần chạm bậc của giá đây, những lần chạm bậc thì chúng ta sẽ thấy được nó là có xu hướng tăng. Và một cái dấu hiệu nữa là nếu mà trong xu hướng tăng thì cái đường EMA mà chu kỳ nhỏ hơn á là nó sẽ nằm trên so với đường EMA chu kỳ lớn. Tương tự ngược lại, trong xu hướng giảm thì cái đường EMA 50 này nè, nó sẽ nằm dưới so với cái đường EMA 200 này. Đó. Rồi ha, nếu mà anh chị tinh ý hơn một tí thì anh chị sẽ phát hiện ra được những cái setup reaction ha trên một cái con xu hướng. Ví dụ, cái sự thay đổi xu hướng dễ dàng nhận thấy nhất là anh chị thấy liên tục xuất hiện những setup reaction tăng giá. Ví dụ đây là một pin 3 tăng giá ha, pin 3 tăng giá. Đây là một nến đuôi dài nè, đó, nến đuôi dài ha, nến đuôi dài tăng. Và tương tự đây chúng ta cũng thấy có một pin 3 tăng nè, đó. Những cái setup reaction tăng giá xuất hiện bắt đầu dày đặc hơn. Và bên cạnh đó ha, bên cạnh đó những cái setup reaction giảm giá nó bắt đầu thất bại nhiều hơn. Anh chị thấy nè, đây chính là một pin 3 gì ạ? Một cái cụm pin 3 đôi giảm giá ha, nhưng cụm pin 3 đôi này nó không thể nào tạo một con sóng giảm mà nó lại giá nó lại vượt qua luôn. Đấy, những cái setup reaction mà giảm giá trong mà bắt đầu thất bại á thì nó cho thấy cái sentiment tức là tâm lý của thị trường á, nó bắt đầu chuyển dần từ giảm sang tăng rồi. Ví dụ đây thấy một cái pin 3 rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp. Tuy nhiên nó chỉ có thể giảm được một chút thôi mà sau đó nó lại quay đảo chiều lại ngay lập tức, thì chứng tỏ cái sentiment của thị trường nó bắt đầu nó chuyển dần từ giảm sang tăng rồi ha. Những cái setup reaction giảm nó không có đủ công lực để mà tạo ra một con sóng giảm nữa. Đó, cái đó là một cái chút hơi bị tinh ý chút xíu ha, để mà chị có thể nhận ra được. Cái thứ năm là cái mà mình đã nói trong cái clip phân tích xu hướng trên biểu đồ trần trụi ha, đó chính là một sự phá vỡ cấu trúc. Nếu mà chị thấy một sự phá vỡ cấu trúc trên biểu đồ ha, ví dụ anh chị thấy đây là một con xu hướng giảm đúng không ạ? Thì cái sự phá vỡ xu hướng giảm này xảy ra khi cái swing high tức là cái đỉnh dẫn tới đáy thấp nhất. Bây giờ chúng ta phân tích từng tí xíu ha. Đây là cái đáy thấp nhất nè. Đấy, đây là đáy thấp nhất tới thời điểm mà cái nến này xuất hiện ha. Đáy thấp nhất. Cái swing high dẫn tới đáy thấp nhất là cái swing high này. Nè, nó dẫn tới đáy thấp nhất đúng không ạ? Rõ ràng đúng không ạ? Dẫn đáy thấp nhất, cái swing high này nếu mà bị phá lên thì cấu trúc giảm giá bị phá vỡ. Đây, cái nến này chính là cái nến đánh dấu sự phá vỡ của xu hướng giảm từ bên trái nè anh chị. Nó phá lên, đóng cửa bên trên cái swing high dẫn tới đáy thấp nhất, thì chứng tỏ là cấu trúc giảm bị phá vỡ và bắt đầu nó chuyển sang tăng. Đó. Tương tự, ví dụ ở thời điểm này đi, thì cái swing low mà dẫn tới đỉnh cao nhất bị phá xuống, thì nó sẽ là minh chứng cho sự kết thúc của cấu trúc tăng. Ở đây chúng ta có một cấu trúc tăng giá đúng không ạ? Nè, đỉnh cao hơn, các sóng điệp đẩy nè, sóng điều chỉnh nè, đó. Thì cái swing low tức là cái đáy này ha, dẫn tới cái đỉnh cao nhất là cái đỉnh này.
Nếu mà bị cắt xuống ha, cái vùng ngang này nè, cái đường ngang này nè, nếu mà bị rơi xuống và đóng cửa bên dưới thì lúc đó chúng ta xác nhận rằng cấu trúc tăng giá đã bị phá vỡ. Đó là cái sự phá vỡ cấu trúc ha. Rồi, trên đây là 5 cái dấu hiệu về hành động giá và fraction mà anh chị có thể dựa vào đó để mà nhận ra được xu hướng và cái sự đảo chiều của xu hướng. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng xem một cái ví dụ ha, về một cái kỳ vọng về sự đảo chiều của xu hướng của một cặp tiền. Rồi ha, thì cái cặp tiền mà mình kỳ vọng là sắp chuẩn bị có sự đảo chiều xu hướng chính là thằng AU ha, đồng đô Úc. Đây, mình có kỳ vọng rằng AU nó đang có xu hướng giảm như thế này và mình sẽ kỳ vọng là sắp tới nó sẽ có một cái xu hướng tăng ha, một xu hướng tăng. Thì cái yếu tố thứ nhất mà mình thấy là có sự chuyển biến trong xu hướng ở đây, tức là mình kỳ vọng về một cái sự đảo chiều của cấu trúc ha. Đó là cái yếu tố thứ năm mà mình vừa nói xong đó, đảo chiều của cấu trúc. Thì cái đây là có xu hướng giảm và cái đáy thấp nhất của nó là cái đáy nào ạ? Thấp nhất đó cũng là chính là cái đáy này ha, chính là cái đáy này. Nếu mà cái swing high dẫn tới đáy thấp nhất mà bị phá thì cái cấu trúc xu hướng giảm của AU nó sẽ bị phá. Thì cái swing high nào dẫn tới đáy thấp nhất ạ? Chính là cái swing high này. Cái đây. Cái này chính là cái đỉnh dẫn tới đáy thấp nhất. Thì nếu trường hợp tương lai mà giá vượt qua được cái swing high này. Đấy ha. Trường hợp mà giá vượt lên trên được đóng cửa trên cái đường ngang này thì chúng ta sẽ khẳng định là cái xu hướng giảm nó bị phá vỡ. Đó là một dấu hiệu ha. Cái thứ hai là cái sự tiếp diễn của xu hướng giảm của AU nó không có được, nó không có diễn ra. Thì anh chị để ý đây là một con sóng đẩy đúng không ạ? Đây, cái vùng bên trái này nè. Đó. Những cái nến giảm bên trái này là một con sóng đẩy. Đây là một con sóng điều chỉnh nè anh chị. Đó, sóng điều chỉnh. Thì cái xu hướng giảm của AU chỉ được tiếp tục khi mà con sóng đẩy tiếp theo nó vượt qua được cái đáy của con sóng đẩy trước đó, là cái vùng đáy ngang này. Đó. Thì anh chị thấy rõ ràng cái vùng đáy này nó chưa được vượt qua. Ha. Chỉ khi nào mà nó vượt qua được cái vùng này, đó, nó xuống dưới đây luôn, thì cái xu hướng giảm nó mới được tiếp tục. Thì do cái việc mà giá nó không có vượt qua được cái vùng đáy này mà thay vào đó nó hình thành pin 3 này anh chị. Đó, pin 3 ha. Và nó đảo chiều lên như thế này thì mình rất kỳ vọng vào cái việc là giá nó sẽ tiếp tục tăng và nó vượt qua cái xu hướng giảm luôn. Đó là yếu tố thứ hai. Và cái yếu tố cuối cùng đó chính là sự xuất hiện những cái setup reaction tăng giá ha. Đây là một pin 3 ha, pin 3 tăng giá rất là đẹp, anh chị thấy không ạ? Đây cũng là một nến đuôi dài ha, nến đuôi dài tăng. Bản thân đây cũng là một nến đuôi dài tăng nè anh chị. Những cái setup reaction tăng giá bắt đầu xuất hiện rất là nhiều, pin 3 nè. Thậm chí ở bên cái con sóng này cũng có một pin 3 luôn. Đó. Cái sự xuất hiện dày đặc của các setup pin 3 đuôi dưới dài làm cho mình kỳ vọng là cái vùng 0.66805 này là một cái vùng ha, vùng cầu rất là mạnh, do đó giá nó không thể nào vượt qua được và mình kỳ vọng là giá sẽ đảo chiều từ đây. Những cái setup reaction giảm giá nó mới bắt đầu thất bại nè anh chị. Đây, những setup reaction giảm giá nè, đây là một pin 3 giảm giá ha. Pin 3 này chỉ tạo một con sóng giảm nhỏ thôi và sau đó nó bắt đầu tăng, nó vượt qua luôn. Chúng ta có thêm hai pin 3 giảm giá đây nữa. Đó. Nhưng giá ngay lập tức tăng lên sau đó, nó không thể nào tạo một cái động lực giảm luôn. Do đó chúng ta thấy có sự chuyển biến về sentiment ha, tâm lý thị trường chuyển từ giảm sang tăng. Do đó từ cái kỳ vọng này mình sẽ đặt sẵn một lệnh buy stop ở vùng trên này ha, cách cái đỉnh này một chút và dừng lỗ chúng ta đặt cách cái dưới cái đáy này một chút ha. Đó, quanh đây. Dừng lỗ sẽ hơi rộng chút xíu ha, cái khoảng dừng lỗ sẽ hơi rộng chút xíu. Tuy nhiên bù lại chúng ta sẽ được một cái lợi, đó là chúng ta nếu mà chúng ta ăn được cái kèo này thì là chúng ta đang mua vào ở ngay đầu xu hướng tăng và chúng ta hoàn toàn có thể giữ lệnh rất là lâu để mà kỳ vọng lợi nhuận lớn. Rồi ha, trên đây là cái clip về một số mẹo để mà nhận diện xu hướng bằng fraction. Nếu anh chị thấy hay, anh chị nhớ một like, một subscribe, comment bên dưới những cái ý tưởng về trading và anh chị nhớ comment bên cho mình thêm những cái dấu hiệu nào về xu hướng ha, nếu mà anh chị phát hiện mà nằm ngoài cái danh sách 5 cái này á, để cho mình cùng biết với. Rồi, anh chị xin chào anh chị, chúc một ngày tốt lành. À quên, nhớ bấm quả chuông kế bên nút subscribe ha, để mà nhận được những thông báo mới nhất. Rồi, xin chào.